Chương 17. Vợ chồng Quyết Bích cũng đã hai con, chúng kháu khỉnh bụ bẫm, nhìn mà mát cả mắt. Cụ thụ già mãn nguyện lắm, thế là cụ có cháu đích tôn. Ông Công, con cụ, là anh cả của Quyết, lại sinh hai cô con gái. Cả hai cũng hiền lành như bố, đều đã học cấp 2. Cụ hơi buồn vì mẹ hai thằng cháu đích tôn có tính đành hanh, không mấy khi đưa con sang nhà ông bà chơi, mà ông bà sang chơi thì nó giết gióng, bày vẽ nhiêu khê quá. Bố mẹ chúng thì bận suốt ngày, mọi việc giao cho người giúp việc và mấy tay bảo vệ. Ban đầu còn tưởng chúng không biết nói. Cụ thủ thương con trai, đi suốt ngày, về đến nhà đã có khách đợi, tính tình đổi khác. Họ mạc láng giềng không có thời gian tiếp bất kỳ ai. Bố mẹ có đến cũng nhanh nhanh chóng chóng. Nó thường giục: ông bà về đi, con bận lắm. Thằng Quyết tưởng bố mẹ cần tiền, bảo ông bà cần thì con đưa, không phải hỏi cô ấy, cũng không phải sang đây làm gì. Nó không nghĩ ông bà chỉ muốn chơi với cháu. Nhìn thấy con, hưởng cái không khí gia đình đề huề, hàn huyên dăm ba câu chuyện không cần đầu cuối mà thôi. Quyết bận thật, không phải là trăm việc đổ lên đầu, mà là cả ngàn việc, tỷ việc. Chỉ riêng đi học cũng đã hết nửa thời gian. Ngày trước, cái ngày học xong ở trường rồi, có bằng cao học rồi, nhưng Quyết vẫn nhớ lời thầy Trần: sách là đọc suốt đời, nên anh không bỏ niềm vui đọc sách. Thấy sách là cần, nhưng không có thời gian đọc. 1/3 thời gian là tiếp khách, những khách không thể không tiếp. Hàng ngàn cuộc điện thoại không thể không nghe, mặc dù đã không nghe hàng ngàn cuộc khác. Chưa kể đến việc nói chuyện với vợ, cũng hàng trăm việc phải nói. Vợ yêu cầu, vợ bắt, vợ muốn, vợ đòi thực hiện, cái gì cũng chiếm thời gian. Mà thời gian thì chỉ có 24 tiếng. Ăn trưa là tranh thủ giải quyết một số việc. Thậm chí Quyết nghĩ làm quan là chỉ có mỗi việc đi ăn, ti tỉ việc được giải quyết bên bàn ăn. Nhiều khi đi ăn về anh vẫn đói, được cái cậu trợ lý luôn có một món nào đấy để sẵn cho anh trong tủ lạnh nhỏ trong phòng. Ăn tối cũng thế, nhưng ở cấp độ khác, cấp độ giải quyết việc nhân sự vô cùng quan trọng, coi như chuyện mật. Thần kinh anh lúc nào cũng căng như dây đàn, anh chẳng còn nhớ đã bao lâu vợ chồng không ân ái. Anh cũng không nghe thấy những lời sầm sì. Thằng thứ hai nhà anh trông rất giống với cậu trợ lý của anh. Công việc cứ thế trôi đi, chỉ 6 năm thôi, bao nhiêu đất đai, nhà cửa cần giải phóng mặt bằng, bao nhiêu đổi chủ sở hữu, bao nhiêu đền bù, bao nhiêu tụ điểm xấu cần giải tán, bao nhiêu hộ kinh doanh mới cần cấp giấy phép, bao nhiêu vụ đánh nhau, bao nhiêu vụ án điểm, bao nhiêu đơn thư của dân, cứ gọi là ngập ngụa. Cứ bảo là tập thể chứ thực ra anh bơi một mình. Cái gì cũng cần kín, cũng không nên tiết lộ, không dựa được vào bất kỳ điểm tựa nào. Tiết lộ những quan điểm của cá nhân, tiết lộ giải pháp thi hành là có ngày ăn đòn. Thầy Trần đã bảo hãy đọc sách luật, theo luật mà làm. Chỗ này có khi thầy cũng quan liêu. Luật chỉ là cái bùa khi cần dán vào ai đó, chứ mọi cái mà theo luật có mà ăn cám à? Luật là ai? Cán bộ là ai? Là đầy tớ á? Chả đứa nào nó làm đâu. Đưa chuyện phục vụ dân ra á, khó người lắm. Thằng Khả đã nói với Quyết như thế hồi hai đứa còn đang làm luận văn tốt nghiệp hàm thủ trường luật. Thằng Khả bây giờ còn làm to hơn Quyết. Thằng Khả lên nhanh, nó vốn là kỹ sư xây dựng kiêm kiến trúc sư, có bằng luật, lại nhanh nhạy tháo vát, càng hiểu luật nó càng biết lách luật thế nào cho lẹ. Nó biết kiếm riêng và cũng biết kiếm cho cả bộ sậu cấp trên. Nó lên vù vù, bây giờ nó giàu nứt đố đổ vách. Chỉ nhìn cung cách ăn nói của nó, thấy nó hét là ra lửa. Nó luôn cười hành hạch: tao là luật đây chứ đâu. Quyết rất yêu con, nhưng không có thời gian để chơi với nó. Mỗi khi về đến nhà là anh đã mệt lắm rồi, chưa kể là mùi rượu, mùi thuốc phả ra khiến cho mỗi khi bế con là chúng chỉ muốn chạy trốn. Nhiều khi chúng khóc làm anh sốt ruột. Anh chưa bao giờ hình dung bố mẹ mình đã nuôi mình như thế nào. Làm gì có thời gian để nghĩ. Làm gì có thời gian để nghĩ.
Ngược hẳn với Quyết, Hoàng yêu con hơn cả đàn bà. Anh dành thời gian cho nó quên hẳn bản thân. Con là trên hết. Hoàng bây giờ cũng có hai con. Con trai đầu với vết chém ngang lưng của kẻ điên loạn, nếu không được Hoàng chăm sóc kỹ lưỡng đã chết hoặc thành tật vĩnh viễn. Nhưng thằng bé giờ đã khỏe lại. Nó có thêm em, một đứa bé gái rất xinh. Vợ Hoàng biết mình sức yếu, lại quá tuổi sinh nở. Nhưng cô thương chồng, nhà người ta ai cũng có hai con, nhà mình chẳng nhẽ chỉ một. Anh em như tre có bụi, có em cho thằng anh đỡ tuổi. Thế là nàng sinh một em bé gái vào lúc tuổi đã tứ tuần. Cộng với vất vả, thiếu thốn, nàng mỗi ngày một yếu. Bệnh thiếu máu không có thuốc chữa, không được ăn uống đầy đủ, nên nàng chỉ còn da bọc xương. Gan phát bệnh, ốm đau quặt quẹo. Hoàng thương vợ vô cùng. Lẫn trong tình thương ấy là món nợ ân tình của anh với sự chờ đợi mỏi mòn của chị ngần ấy năm tù tội. Anh đã làm tất cả với hy vọng bù đắp, nhưng càng làm nhiều thì tiền như càng ít, càng thiếu. Chị ốm, đậu phụ không đi bán được nữa. Toàn bộ cuộc sống của bốn con người trông ở thu nhập của anh. Cái thu nhập của thằng Cửu Vạn bốc gạch, chuyển xi măng, quét vôi nhà, xây bếp thì lấy đâu ra cho đủ. Có người biết anh đi tù về, nhờ anh làm bảo kê cho việc phân phối thuốc lá, tiền sẽ gấp 10 tiền của việc cũ, nhưng anh lại trừng mắt từ chối. Ông hiểu lầm tôi rồi, quá lầm đấy. Thi thoảng Thanh vẫn đến thăm vợ chồng Hoàng Lan như lời Nam dặn trước khi ra đi. Hà Nội những năm tháng này, người ta hay nói đến chuyện giá lương tiền như một lối đùa giỡn ở hàng nước vỉa hè. Cải cách tiền lương thế nào mà mệnh giá tiền thì lớn, nhưng miếng thịt, mớ rau mua về thì nhỏ, đã nhỏ hơn rất nhiều so với thời chào 61 đỉnh cao muôn thượng, nhỏ hơn thời đổi để thống nhất hai miền chung một đồng tiền, giờ còn nhỏ hơn nữa. Quán nước vỉa hè là nơi rôm rả nói về những gì đang xảy ra trong đại hội 6. Mọi người hy vọng với xóa bỏ bao cấp và đổi mới tư duy, cách thành ngữ mà bà hàng bước đầu phố Nguyễn Du không sao hiểu được. Nhưng bà biết, từ nay bà không còn phải mua rượu đựng trong những cái xăm ô tô. Em gái của bà không bán cháo trai cháo hến nữa, mà bán thêm cả ốc luộc. Món khoái khẩu rẻ tiền này một thời cũng không thể bán, vì quản lý thị trường đánh thuế nặng những người mang ốc từ quê ra. Còn giấm và nước mắm thì quá đắt, vì phải mua ở chợ đen. Những người như Thanh, như Hoàng là công dân lao động thuần phác, tuy không có dây mơ dễ má với quyền lực, hưởng sái quyền lực, thì đời sống cũng bắt đầu dễ thở hơn. Gạo, mắm, thịt, muối, dầu hỏa, giá cả chợ đen không chênh lệch nhiều so với mua bằng tem phiếu sổ. Các cửa hàng ăn mậu dịch đã thôi cảnh xếp hàng ăn phở không người lái. Cửa hàng bodega ở Tràng Tiền đã bán các loại bánh ngọt khác nhau. Bánh kem đã được làm với trứng gà, không phải khoai nghiền giả kem. Bánh gato đã có sô-cô-la phủ một lớp mỏng lên trên nữa. Đàn ông đã thôi không phải mua từng điếu thuốc lá cuốn, mà có thể mua cả bao Điện Biên, sông Cầu, Thăng Long. Phố Tống Duy Tân và phố Tạ Hiện đã trở thành những phố ăn uống với nhiều cửa hàng đặc sản. Lác đác đã có người đi lao động xuất khẩu thời hạn 5 năm, hay du học sinh từ các nước anh em xã hội chủ nghĩa về nước mang theo nhiều hàng hóa. Thành cũng đủ tiền với hai con ăn học nhờ vào việc buôn bán các mặt hàng này cùng Thúy, cộng với tiền lương trông trẻ ở cơ quan nữa. Cô cũng mua được chiếc mi pha màu xanh của một người đi Đức mang về. Thanh và Thúy buôn bán dễ dàng hơn, có đồng ra đồng vào, không đến mức đầu óc quay cuồng vì lo miếng ăn, cái mặc. Hai người đã có da, có thịt hẳn lên. Hai đứa con của Thanh đứa nào cũng ham học, quý bác Hùng cô Thúy, nên Thanh có thời gian để đọc sách. Hầu hết các cửa hàng sách bán theo giấy giới thiệu trước đây được quen Thanh, giờ cũng không cần giấy giới thiệu nữa. Thanh vẫn mua được sách. Những cuốn Trái Tim Chó, Nghệ Nhân và Margarita đã làm cho Thanh thay đổi hoàn toàn cách nghĩ về giới trí thức và tư sản, càng làm cho Thanh yêu và nhớ chồng hơn. Một hôm, trên đường đi từ chợ rời về, rẽ vào hàng nước ngồi nghỉ, Thanh và Thúy nghe người ta nói về vụ tai nạn giao thông ở Hải Dương. Những người đàn ông thì thào với nhau,
không phải vô tình, cố ý cả. Họ sợ những vở kịch của ông ấy. Thanh bủn rủn chân tay, cô biết người ta đang nói đến ai. Thanh bấu chặt tay Thúy, kéo Thúy ngồi yên để hóng nốt câu chuyện. Trên xe có hai cặp vợ chồng, mỗi cặp có một đứa con đi cùng. Cặp Doãn Châu, Bích Thu nhà hát tuổi trẻ và cặp Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh. Cả nhà Doãn Châu không ai việc gì. Thương quá đi mất. Đi bằng xe gì? Tại sao lại thế được? Bằng xe con băng ca cải tiến. Trên đường từ Hải Phòng về Hà Nội, đang đi thì xe phía trước phanh gấp. Xe của họ thúc vào đuôi xe đi trước. Một chiếc xe khác phía dưới lại thúc rất mạnh vào sau xe của Vũ. Tất cả bật ra khỏi xe, còn gia đình Châu thì không sao. Tin đồn ấy, đấy làm gì chính xác? Một người cãi lại. Thì tôi nghe chính Doãn Châu kể mà, gia đình Châu không việc gì. Thì ông ấy chỉ kể lại cái việc xảy ra thôi, chứ còn những cái gọi là cố ý thì ai dám chắc. Người kia tiếp tục cãi. Cái ông này cứ chen ngang. Một người khác nói. Rồi sao nữa? Một người hỏi. Họ được đưa vào bệnh viện, cả ba người nhà Vũ đều không cứu được. Mấy hôm rồi? 5 hôm. Tôi nghe nói đêm hôm đó xe đưa ba cái quan tài bằng gỗ thông về bệnh viện Việt Đức. Các ông Đỗ Hồng Quân, Ngọc Thủ, Văn Toàn, Lê Chức khiêng ba chiếc quan tài đặt vào nhà tang lễ bệnh viện. Đâu, tôi thấy tang lễ tổ chức ở Việt Xô mà. Sau này mới chuyển về đấy. Bệnh viện Việt Xô có khay lạnh để bảo quản xác. Ông không biết thì ngồi yên mà nghe. Một ông hạ giọng nói rất nhỏ. Có một bà nào đó trông rất sang, chắc phải cỡ bự, nói to trong đám tang ấy. Họ giết em hả Vũ ơi, chả hiểu thế nào. Chắc tin đồn từ đấy mà ra. Sao có nghi vấn ấy mà công an không điều tra nhỉ? Ai mà biết, báo chí còn lâu mới dám nói gì và nói chính xác được những tin như thế này. Trời đã tối hẳn, đang đầu thu nên thời tiết vẫn còn oi nồng. Thanh thấy một ngạt khó thở, không thể đứng dậy nổi. Thúy dày dạn hơn, chị đã trải qua rất nhiều những tình huống khốn khổ nên xót thương, đau đớn đấy. Song tâm trí vững hơn một chút, Thúy kéo Thanh. Thôi, mua mấy gói lạc rồi về, chứ ngồi đây mãi thế nào được. Thanh như người mất hồn, phờ phạc đứng lên, trong lòng cứ day dứt. Ông Vũ chỉ có 10 năm viết, nhưng để lại hơn 50 kịch bản. Tất cả các kịch bản ấy đều được dàn dựng. Những vở kịch đó có nhiều khán giả đến xem. Thanh và Thúy cũng là khán giả trung thành. Thôi, đành, tiếc thương là mãi mãi. Còn chuyện người ta nghi là do cố ý này nọ thì chẳng biết thế nào. Thanh rất buồn. Này, hôm nào tớ với cậu qua 96A phố Huế thắp nhang viếng họ nhé. Thúy nói. Để xem đã, nếu tin đồn kia là thật thì bọn mình qua, biết đâu họ cũng ghi vào sổ đen. Mình thấy họ đáng kính lắm, tiếc thương vô cùng. Cũng ngại thật đấy, thôi bọn mình vái vọng ở nhà vậy. Cậu nhớ lời thề thứ 9, bệnh sĩ chứ. Quên thế nào được, tớ còn thuộc thơ của ông ấy nữa cơ. Tớ cũng thế, trách tay nhiều bài của chị Xuân Quỳnh nữa. Hồi còn dạy học, mình và các học trò say sưa thảo luận bài tiếng Việt của Lưu Quang Vũ. Học trò hỏi và tớ đã đưa ra nhiều đáp án về câu tiếng Việt như bùn như lụa của ông ấy. Đứa nào đứa nấy ghi chép vào sổ tay để về đưa cho bố mẹ đọc. Bố mẹ chúng hồi ấy cũng quan tâm những gì cô thầy dạy trên lớp cậu ạ. Ôi, tiếng Việt suốt đời tôi mắc nợ. Thúy bảo. Tớ cũng quan tâm đây, cậu nhớ câu này của Lưu Quang Vũ chứ? Cả hai cùng nhìn nhau, mắt ngấn ngấn nước.